EU anh ạ. EU level up. Level up là hạng 2 nhưng mà họ không đánh vòng loại anh em ạ. Cái sơ tách của Rodeo ấy. À, tôi team đấy lót đường tính làm gì? Ở đâu anh? Khỏe phết à, mà. Biết đâu. Thôi lại giống như kiểu là hiện tượng Empire à? Hiện tượng Empire đi. Anh đen đi không đi được thì thằng em đi được nữa. Ở Trung Quốc thì Lower Division của họ đi hết anh em ạ. Ui, Trung Quốc Upper Division có mỗi Elephant cả E-Home. Còn lại nhiều là... mà ai phải nói thế. Upper... mặt trời. Mặt trời. Fire Never Give Up. Đâu? À đúng rồi. Có mỗi Royal Never Give Up với cả Sparking Arrow nữa. Còn team mặt trời, team mặt trời là ở Lower Division anh ạ. Mặt trời Lower đã được 4 ông ở Upper Division, còn lại là những bạn khác à, đi hết rồi. Còn sót lại 4 ông. Ờ dạ. Còn mỗi 4 ông. Ok. Đấy, ở C này, ở C thì TNC, Neon, Frantic, Exploration, Boom. Cảm ơn anh em Phạm Minh Tú nhé. 50k chung kết làm cốc trà đá. Chưa, trận này thì nếu mà chẳng may đi bên phía team Smith họ thắng thì là còn có cả game 5 nữa cơ. Mong là không may. Cũng hơi đuối rồi anh em ạ. Tôi cắt từ 5 giờ chiều thì bây giờ thì cũng là mấy tiếng rồi. Tiếng thứ 8 à? Mệt phết rồi anh em ạ. Lion dành cho các thành viên team Spirit mà hình như là em nhớ là à trận team Empire ở chung kết nhánh thua là trận đấy ok mà trận đấy có 2-0 thôi đúng không? 2-1 làm gì có trận nào 2-0 đâu. À, 2-1 ui thế thì là anh Hiếu làm quả thông 8 game. Đuổi phết đây anh em ạ. Hôm qua là cũng hôm qua full hết em ạ, hôm qua là có 3 cái, 4 máy có 3 đúng không? Đúng rồi. Thật đủ 12 game luôn. Hôm qua 5 giờ sáng xong rồi. USA. Trận đấu này bên phía team Spirit họ quyết định là chơi USA để counter lại team Bursaw ở LAN. Cũng như sẽ là một trận đấu nhanh. Tommy thì đang bận, Tommy đang đi mua nhà với mẹ. Đang chọn cái căn hình như là 120m, 7 tầng. Chưa chốt xong. Đấy, thực ra là anh Hiếu nói thế cũng là một lý do. Nhưng lý do nữa là Tommy bây giờ là KOL số 1 của 500 Bros rồi. Đúng rồi. Bây giờ cắt thì cũng phải lựa chọn khu vực nào xịn để cắt. Một là EU, hai là Trung Quốc. Còn dăm ba cái khu vực CIS. Tommy làm gì có cái chuyện Tommy cắt. Thậm chí là cả C Tommy cũng chả thèm cắt luôn. Đúng rồi. Bây giờ người ta là cái KOL. Cái khu vực lắng như thế này thì sẽ là do anh em tôi đảm nhiệm. Những cái người mà gọi là cutter phòng trà, không phòng trà thì nó to quá. Cutter dạo. Bắn mẹ thì thôi. Anh em mình cutter phòng trà là còn được che nắng che mưa. Đúng, anh em mình dạo thôi. Mưa có khi vẫn còn đang hắt vào người ấy chứ. Dạo. Đấy anh em có thông tin là đợt trước là vào giả cho mấy ông cutter vòng loại là một cái bo ba 100 đô bị bảo ui. Ước gì luôn đấy, một cái bo ba mà 100 đô thì trời tôi cắt cả ngày. Nó là cái có trận nào cắt trận đấy luôn. Bo ba của anh em mình được bao nhiêu nhỉ? Bo ba của anh em mấy mình đó. 3 đô à? Ba đâu? 3 đô. Ờ đúng. Không, 3 đô còn gì nữa. À 4 đô, 4 đô, 4 đô. 4 đô. 4 đô. 4 đô, 4 đô. 4 đô. 4 đô. Bo ba của tôi chắc là được 4 đô. Một bo ba anh em mình được 4 đô anh ạ. Ngoài chứ chính là một bó ba mà anh em mình được 100 đô là trận nào cũng cắt luôn đấy. Ôi, không cần biết là trận anh gì lại, đấy. Anh lại nói với em là anh lại cắt đến chết luôn. Anh vừa ngủ vừa cắt luôn. Ôi, nghe thế, một ngày 100 đô. Má. Một ngày 100 đô, à một trận 100 đô thì một ngày tôi kiếm khoảng 1.000 nhỉ. Anh em mình cắt 10 cái bó ba ăn thua gì. Cắt 10 cái luôn, cắt đến chết luôn. Cắt hai khu vực luôn, chia nhau ra cắt luôn. Thôi cái tôi cứ tính nhẹ nhẹ là
mỗi khu vực có 4 trận đi. Một ngày chúng ta sẽ có 800 đô. Uầy, nghe đã thế nhỉ, 800 đô anh em mình làm bao giờ mới ra nhỉ? Chịu đấy. 800 đô chắc anh em phải lương 1 tháng. 3 tháng. 3 tháng nhỉ? 3 tháng. 800 đô là 17 18 triệu đấy không ạ? À 17 18 à, thế thì lương 3 tháng. Quay lại trận đấu này thì bên phía Team Empire lại quyết định chơi PL rồi. PL. PL đối đầu cả USA. PL. PL đối đầu USA. Được. Nhưng mà cái Fury Squad nó phát hiện có thật nhật. Khi mà USA đấm được vào con PL thật thì nếu mà Dog hoặc Zyger hay là Manta thì trên đầu con PL thật vẫn hiệu cái hiệu ứng của Fury Squad. Nhưng đấy là câu chuyện phải đấm được con thật đầu tiên cơ. Chứ nếu mà không đấm được con thật đầu tiên thì cũng không biết đâu mà lần đâu. Invoker thì bật so. Invoker thì là một con bài tin tưởng được đến từ Empire. Team Bờ Sọ, ui chết ôi, Team Empire toàn con tướng thủ anh ạ. Enchant, Team Bờ, Invoker, PL, toàn tướng thủ luôn. Anh thấy đang là hai team là đang quên mất cái con Hoodwing à? Trận à, Hoodwing đã ban nhưng mà ban rất muộn đến từ bên phía của Team Spirit. Trận đấu này thì không tin tưởng Hoodwing đến từ cả hai team đó đâu. Bên là lựa chọn support số 4 hay là bây giờ pick sắp 5 để Enchant đi sắp 4 đây. Mình nghĩ là để Enchant đi sắp 4 sẽ là áp lực hơn. Nên bây giờ có thể là các thành viên bên phía Team Spirit sẽ lựa chọn sắp 5. Nhưng cái vấn đề ở đây là Enchant, lane nào có Enchant thì lane đó sẽ có Bianna. Và đó là Chin để hâu late game rồi. Chin để gâu hâu về late game mà mọi. Bên kia chưa thấy con nào muốn được nhà đâu. Thế thì thế này là nó là tuyệt vời cho Let Rack này. Counter PL này. Counter lại cả Living Armor. Có một cái Diabolic Edict để bút nhà nhanh. Thế này là thế của Let Rack rồi. Trận này không chơi Let Rack thì là phí này. Counter cả Ultimate của Enchant đấy. Untouchable thì tôi có chạm vào bạn đâu. Thế mà này là thế của Let Rack rồi. Trận này không chơi Let Rack thì là phí luôn. Lào thì cắt đồ Milos này. Lâu lắm mới thấy người anh em. Năm giây. Đây rồi, Let's Suck người chơi khác đặc biệt Team Spirit. Ôi. Thế này là thế của Let's Suck rồi anh em ạ. Không Let's Suck nữa thì là thôi đấy. Sinh ra để đánh Let's Suck ở trong game này rồi. Mà nếu mà Let's Suck trận này mà không thắng nữa thì chịu. Ricardo Milos ra đây à? Ổn thế. Em thấy Ricardo Milos là một trong những người gọi là từ lâu lắm rồi, từ thời em cắt những cái trận như thế này mà có hồi mình mới vào cắt chắc được khoảng 80 view. Wow, 3-1 donate lên một củ đầy rồi. Đặng Nguyễn. Ok, Đặng Nguyễn nhá. 3-1 donate lên một củ. Hết mình đi em ơi. Hết mình đi. Mấy hôm nay là anh em mình đòi kèm lắm đấy. Phù hộ anh em mình cắt hết mình nhưng mà Team Empire họ không đánh hết mình thì anh em mình không ăn. Anh chắc chắn là Team Empire sẽ đánh hết mình. Nhưng vấn đề là họ thắng được hay không thì chưa biết. Thắng được hay không thì chưa biết đâu anh em ạ, bởi vì bây giờ đến cái trận chung kết để đi TI rồi thì ai mà chẳng hết mình. Đúng. 10 ông này thì đều là hết mình thôi. Về phần của Team Spirit thì họ đang gặp khó khăn khi họ đang bị dẫn trước với tỷ số là 2-1, nhưng tôi tin chắc họ vẫn sẽ là chơi hết mình. Nhưng mà ban Empire pick thì họ rất gần rồi. Cả năm nay không thành công nhưng mà cuối năm được DTI là thành công. Ôi anh ơi, chỉ cần trận này đúng là sinh ra là để cho Let Rack rồi. Nhưng mà Let Rack thì có cách counter anh em ạ. Có một món đồ có thể là anh em sẽ không quá để ý, nhưng đó là Mage Slayer PL. Nếu mà anh ta giàu thì thay vì lên một cái hút, có thể nghĩ đến việc lên một cái Mage Slayer để counter lại Let Rack. Đấm phát mồm thế là thôi. Đấm một phát vào là sẽ là giảm đi đam phép của con Let Rack rồi. Spirit trừ 9, 100k. Anh trừ Phạm 9 à? Quang. Ok. Kèo 3-1 của Nam Trịnh có nhận không? Có chứ. Bạn cho kèo thì là nhận thôi. Bọn tôi thề với anh em. Không cần phải hỏi là nhận hay không nhá. Bởi vì nó là chắc chắn nhận, auto nhận. Anh em cứ có kèo gì cho nhận hết. Làm nhận hết. Giờ con hỏi là nhận hay không. Anh em biết là cắt một trận được 4 đô mà anh em cho kèo lại còn không nhận nữa thì chắc là chê à hay như nào? Chê hay như nào?
chê là gì đâu. Đã gọi là ăn mày rồi lại còn đòi xôi gất à? Bạn Nam Trịnh cho kèo 3-1. 3-1 thì cho con số ạ. Nguyễn Minh Đức là có kèo 3-2 từ lúc đầu. Mình nốt lại. Ok, cảm ơn anh em. Tập trung mày. Tập trung. Giá trở lại. Cái gì đâu ra? Giá rồi, vẫn hết rồi. Giá ra ngoài chợ mua 5.000. Ra mà mua chợ mua và ăn anh em ạ. Giá tốt cho giọng nhá. Uống nước giá vào là đỡ đau họng đấy. Rất tốt cho cutter anh em ạ. Ra chợ mua mà đun lên và uống thôi. Giá dầu collagen anh em ạ. Ăn nhiều đẹp da. Tốt cho cổ họng. Rất chày đến từ bên phía của team Spirit. Họ đứng đây quyết tâm bắt một người nhưng mà không. Empire cũng thính lắm, không di chuyển ra đâu. Dưới này thì thôi, tôi bỏ đi bạn ạ. Bạn mà đủ vào lĩnh gian cái rune đấy thì bạn nằm xuống luôn. Hai bounty chia đều cho cả hai bên. Xa thì cộng Fury Swipe trước. Thằng muốn cái thời điểm đi lên nó không quá là hát với anh ta. Anh Thắng vừa chơi BL gặp Ledax và lên Messler thua à? Cái Messler gì thế thôi, nó đắt anh em ạ, nó cũng rẻ. So với cả bình thường thì cứ đúng, bình thường là cái hút rẻ lắm. 1500 Messler 3250 nó lại là đắt hơn gấp đôi luôn. Thì mình mới bảo là phải giàu lắm thì mới lên được cái món đồ này. Âm thật. Giàu với cả là mình xa. Anh thì nghiện món đồ đấy đấy. Anh đánh mang cái kinh thì toàn lên. Xong. Vẽ vòng ra để cho mấy con bóng nó đấm Messler vào cũng được mà. Lại cho cái Empire cộng 8 nha. Ok, cảm ơn bạn Dương Trần nha. Bạn Dương Trần có vẻ là hết buồn rồi, nó quay trở lại. Hết mình luôn. Bách thủ này. Hết buồn là hết mình luôn với cả Empire đấy. Mid thì vẫn như mọi khi anh em ạ. Invoker làm khá tốt. Last hit 3, deny 3 anh ạ. Nó là khá tốt anh ạ, khá tốt thôi. Cảm ơn người anh em Tú Phẻo nha. Phạm Minh Tú là Tú Phẻo đúng không? Làm lấy bắt mì đợi game 5 luôn. Cảm ơn Tú Phẻo. Một lốp này thì mì này thì tươi quá. Mì thật là có game 5 không? Tôi đang pick con PL. Còn Ledrack thì đúng là đây là game đấu sinh ra cho Ledrack. Thì Ledrack chết luôn. Hay quá anh ơi. Làm sao để một con Ledrack có thể chết ở mid với cả Invoker? Như nào nhở? Invoker băng xếp ạ. Bị hard up kinh quá. Lớp cái chết luôn. Xong rồi, lại để cho Invoker biểu diễn rồi. Game 2 em nhớ con Invoker này không? Nó cũng là hủy diệt đấy. Nó là con Invoker đánh theo kiểu người mùi anh ạ. Thấy ui, đôi gà. Ui bạn ơi, ui đôi gà. Ôi, có first blood đôi gà. Đôi gà là mỗi ông được 6 xị. 6 xị nhân 5 thì cũng là 6 năm 300 rồi. Tươi nhỉ. Chịu. Là quả đôi gà dã man. Yatoro thì ở đây thốn rồi. Nhưng mà đi lèn với cả Timbersaw không thoải mái lắm. Trên khu vực land top thì Smiling Knight farm đường ấy, thực ra thì cũng không bị thọt mấy đâu anh em ạ. Thọt 1-2 clip không vấn đề. Mất gà gái bị đi ngay. Ui, may là thông minh quay lại để đỡ cái hit impetus đấy, chứ không là đi luôn. Em thấy chia tiếp là đủ đạn rồi. Em thấy chia land đang hơi tệ. Đáng nhẽ là cái con enchant ở đâu thì Myana phải ở đấy. Nhưng mà Myana lại muốn lên top. Đánh sắp 4 ra trận này. Nếu như mà các đội tuyển ở EU thì em nghĩ là sẽ cử Myana đi với cả enchant. Chứ cái con Lion đi cả enchant có làm được gì đâu anh em. Lion cả Mass thì cũng đi với nhau cũng ổn mà. Đúng rồi. Chính ra phải là enchant đâu là Myana phải có mặt túc trực ở đấy rồi. Nó có đệ điểm gì là mình phải đớp luôn. Để xem. In cũng khó chịu đấy. Shadow vào không? Không. Không. Một cái góc tệ. Khi ra anh ta có đâu thì collab cũng không thể tiếp cận được. Và Mass thì cũng là hết mana rồi.
Ca Net Change sau đâu đó khoảng 3 phút thi đấu dành cho các thành viên bên phía Team Empire. Empire họ vẫn đang giữ lại được cái thế trận. Invoker ở mid không hề thọt. Invoker 16 deny 6, có một mạng solo kill của Leshak. Trông rất yên tâm. Ở đây thì Vanscore cũng như cả Smiling Knight thậm chí họ còn đấm collab luôn á, một cái land mà tôi cảm giác là yếu hơn. PL, anh ta định cover cho người đồng đội của mình bằng cái double gag nhưng mà không thành công, nhưng không sao. Không chỉ kịp, không kịp đỡ ca đâu. Không sao cả. Cảm giác PL còn ổn lắm, sơn tích to. Tango còn đi ship để hồi lại máu một tí. Hồi cho PL, PL chạy theo đúng rồi. Đỡ đỡ mấy cái viên đấy. Đây rồi. Ok. Lại gà. Lại gà. Từ đầu đến giờ. Gà rồi. Từ đầu đến giờ chỉ chết gà anh em ạ. Em ơi, lốc đến này. Lốc này nó slow và nó có đam nha. Thôi xong rồi, ra tốt ơi. Đang bị slow lại. Lốc đang đến. Sơ tăn là tốt nhưng mà cái lốc là đủ đam rồi. Và bây giờ thậm chí sẽ di tiếp vào người của Miboska. Không còn mana trên người của Tiberson thì chúng tôi chuyển sang đánh tay được không ạ? Đánh tay cũng là đủ rồi. Sâu đinh lên và sử dụng Whirling Dead 3-0. Clan dưới boss này thì là không chỉ là gà chết đâu, mà người cũng là nằm xuống luôn. Người cũng là chết luôn đi. Thợ săn gà anh em ạ. Đấy thì Mira một đấm. Ui. Ồ, một đấm không đấm được hit nữa. Không có giày em ạ. Không có giày. Báo được A đâu ạ? À? Có lao không? Có, sâu đinh thêm được rồi. Thì mạng Vanscore thôi. Vanscore. Ơi lì đến từ Chin. Trời đêm, không phát hiện ra đối phương A đâu. Kéo lại một mạng để lấy lại tinh thần đến từ bên phía của Team Spirit. Còn Invoker này A dẻo nha. Xem farm nè, lắc hit xem vào. 25 hai bạn, lét rách trên bạn đầu bị tiêu rồi bạn, đang thọt hơn. Ta thì thua một tí, nhưng ở đây ba người, ôi mắt mà. Ôi, thôi Invoker ơi, bạn mà dám đi lên đấy thì tôi lại nể bạn quá. Lion, Mirana, lét rách. Lên đấy thì chắc là... Ôi, đắp một đam lại ở dưới á. Ôi. Invoker. Anh ta đánh hay lại còn ca may, và trên này thì collab gặp khó. Invoker đấm chết vì bốc cao đấy. Bạn thích sơ tan tôi không? Chỉ một pha sơ tay sơ tan anh em ạ. Và thế là 5-1. Em bay rồi anh em ạ. Ở trên top. Cảm giác em bay bay chứ. Hồng 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 hồng. Cái con enchant này nó đang vừa ganh ở dưới bot, nó lại vừa đảo ra mid luôn. Như lần này à đâu chính xác. Tô level 5 thì đảm đâu ra. Ít ra phải là có cái ulti đi thì mới có thể dồn chết được con Invoker này. Em nghĩ là không dám hay ạ. Cái này thì Petusara đang bị cào vào. Ui, định cũng cây đi nhưng không đi được rồi. Đó là mạng anh cho anh Yato rồi. Đây rồi, tôi muốn trận đấu nó phải là căng thẳng. Không phải là Empire Death Game thì là chưa ulti. Đi rồi đó. Nhưng mà có ơn. Thôi, tạm biệt Yatoro. Bạn ơi, bạn chạy đâu? Được không? Ui, lại còn ra đây thì thôi. Ui, rồi ra đây thì là thôi hẳn. Lag thì anh em ạ. Lag. Anh bị... không sao. Bên này thì bên phía của team tờ bí họ kéo lại một mạng rồi, giết được Chin. Nhưng mà Invoker đi phát là Toto Tokyo anh ta làm nhanh cái trụ ở mid. Thế thì là cáo hồi đến từ Letrack rồi. Chưa được, anh em bình tĩnh đi. Đi là đi thế nào, game đấu còn nguyên ở đây. 6-3, 1k tiền ở phút thứ 7 thì có gì đâu. Anh em bình tĩnh rồi. Chính ra ở khu vực EU nhá, em lại thích nick mam lại sớm. Biến nick mam có nhiều view em ơi, bình tĩnh, phải cho vào thắng mấy trận đi. Loại sớm không được, khó. Bây giờ kể xuống nhanh thua thì cũng phải thắng được mấy đứa nhanh thua chứ. Đây rồi, không có mắt mà đi check rune. Và van score anh ta nằm xuống luôn. Rất tốt để tôi không tự tin lắm là Nick Ma đi được hay không anh em ạ. Tôi chỉ trong tôi cảm giác Nick Ma tỷ lệ đi được là 1/3, 33%. Nick Ma em xem nào, Nick Ma mà thua thì xuống sẽ gặp Godfrog. Không sao, Godfrog được. Godfrog cũng lực các Crystalis, Milan, Toby, MT. Ôi em ơi. Bỏ cái team đi. Crystalis là nghe đã không muốn nghe tiếp rồi. Úi trời ơi.
Bây giờ anh Hiếu bảo thôi thôi đi ở đến lúc cái team này mà nó đi TI thì không có tủ ấy. Không biết chuyện gì xảy ra đâu anh em. Empire đi TI nó đã là một cái bất ngờ quá lớn rồi. Nào vào đây fan score. Đang cố gắng chống chịu nhưng mà không được nữa rồi. Đạp hiểu quá. Đấu trường này nó cao tơ quá, chặt hết cây. Và Chin thì không có góc nào để mà chạy cả. Mà Chin chết thì lại có Tiversaw. Lại có một người khác lên đây để có thể đép cái trụ này. 496 đi ti á. 496 thắng được Army Genius ở trận đầu tiên. Đến trận số 2 thì sẽ gặp Boomerspot hoặc là XCTR thì là thua. Thì là xong. Ông này nó đua gì đấy? Thôi xong rồi, em bài bắt đầu tự hủy nha. Đu đi đâu đấy bạn ơi? Rõ ràng là có vision của Letrak với cả Miana mà lại đu thẳng vào mồm thế thì... thế thì há ra mà đớp thôi. Ngon quá. Mạng dễ dàng cho các thành viên Empire. Nhưng mà nếu mà đội hình như này thì anh đánh giá về late game team nào hơn? Theo anh thì anh vẫn team PL hơn. PL đủ đồ thì không sợ Letrak nữa. Letrak đấy mà, cũng phải xem là con Letrak như nào đã. Nó mà là tiêu to khổng lồ thì cũng mệt. Letrak mà anh ta dí được vào cái hàng sau ở bên phía team Empire là cũng căng đấy nhá. Bởi vì hàng sau là Enchant, Enchant thì trụ làm sao được với cả Letrak. Trận này Medallion và anh ta đang muốn lên đồ để phi anh em ạ. Lên luôn cho mình một cái Hurricane Pie. Level 6 trên người của Sahin. Yên tâm, vẫn uy tín lắm. Thu phục đệ. Trận này thì đầu game các support của Team Spirit không kiểm soát các cam rừng. Passport thì ở đây lại bỏ mạng rồi. Clan top đang trở thành một clan tử thần với cả các thành viên Empire. Khu vực clan mid tàng hình luôn, đánh rất gần đến từ Invoker. Trận này thì mình nghĩ là Team Spirit họ sẽ đẩy nhanh áp lực để lôi PL ra đánh nhau. Chứ để con PL AFK farm đến lúc nó có đồ thì khó chịu lắm anh em ạ. Con PL xa này lên đồ để counter lại em ạ. Là Fury rồi thì... PL thì vẫn đi full thôi. Con PL thì nó có một hướng lên đồ nữa anh ạ. Cái Etherland, Etherland chát đấy. Đấy. Etherland chát rồi sau đó lên Altarico. Cũng có được chịu. Có chịu mà, trận này chính là lên thế hay. Chơi cả Uxa thì burn hết mana rồi. Xong rồi lét sắc nữa. Bị mất bóng. Mai lên Nai thì anh ta sẽ lên lên hút thôi anh em ạ, không Mad Slayer không dị rồi, chơi bình thường thôi. Cơ bản nếu mà tập trung quá vào con Letrak thì còn đó là Uxa và Mark nữa mà. Uxa Fury cũng nhiều đam mà. Clear bóng tạm ổn ở giai đoạn mid game. How is it you heard not my warnings? Game này thì late game thì để mà đánh con PL thật thì bên phía của Team Spirit cũng phải là chơi hãy chọn giá đúng anh em ạ. Vẫn phải chọn giá đúng. Thế này thì Miposka chắc là đi. Gặp con nào chứ con Invoker ấy thì tử thần rồi. Vẫn không vào ấy bạn. Không vào. Sợ vào sâu quá. Chỉ là bơm mana thôi. Tử thần lần này lại không muốn giết người. Chỉ là trêu đùa tí thôi. Không có trạc ơn nào kìa anh kìa, không có trạc. Không dí được Vessel vào. Chỉ là lốc burn mana cô sờ nát để cấu đi thôi. Trận này do cái việc là team Empire họ đánh khá là trầm ở tầm thời điểm mid game. Thật ra là con Invoker chưa có trạc nào anh ạ. Tầm đầu mid game này mà có mạng với các thứ thì trạc đang sẽ tốt hơn. Yatoro muốn solo Roshan. Không có hút máu solo Roshan, hơi mất thời gian. Có hút máu. Hút máu lầm lầm này. Có cái đồ rừng là được rồi, rút lại một tí là đủ rồi. Anh ta mắc 2-3 nên ăn sẽ là nhanh thôi. Trên top lại tiếp tục bị dí vào đến từ các thành viên team Empire. Nhưng ở đây thì có Invoker nha. Và có lẽ là mục tiêu của họ sẽ là Toronto không hay là Mira. Nào Invoker vẫn đang đợi một góc. Không, hơi khó bởi vì ở đây có cả Mask nữa.
Nếu như mà đánh không chuẩn một nhịp thôi là rất có thể phải trả giá. Và bây giờ Zen đã êm vào mask luôn, level 10. Ném ra một cái cưa, Trang Ram cưa rất đau. Bây giờ một Wheel Link Dead combo không sượt một nhát nào anh em ạ. Và Blue Lock không trúng rồi. Blue Lock đấy mà trúng Toronto Tokyo thì là đi. Lock chúng là mệt đấy. Tuy trên người Lát cũng có một cái lock mà để đối phương tiếp cận được là khó có thể lùi về. 7 đều vẫn đang là căng. Như đã nói thì trận đấu này nó vẫn còn nguyên cho cả hai team thôi. PL đang thiếu đi đâu đó khoảng độ gần 400 tiền nữa để hoàn thành cho mình một cái hút. Sau hút thì sẽ là Manta và tôi thấy dí tay vào cái chat rồi. Chat Etherland Opta Rico rồi. Chơi kiểu có chip. À đâu. Không. Vì cái trận đấu này Empire họ đang tương đối ít mạng nhưng mà em nghĩ là Invoker chẳng phải trân trọng những cái chạc vessel của mình. Bây giờ có hai chạc phải làm được hai mạng. Nào. Chưa anh em ạ, chưa dám di chuyển vào. 7 đều, hai bên đều gấu cả. À, họ băn khoăn về cái việc đánh nhau tầm thời điểm này nó rất là dễ gây. Rất là dễ gây nguy hiểm. Sula Tát thành mới ban pick xong thì thấy đã Usa có thể gọi là đấm được Timber So. Let Rush thì khò được PL. Là Empire đánh hơi khó hơn một chút. Cả nét chơi đang chậm chậm anh ạ. Chưa dám dí vào và Mask anh ta cũng bờ linh luôn. Gọi Moonlight Shadow đến từ các thành viên Team Spirit rồi. Liệu là bên phía Team Empire họ có di chuyển cẩn thận để ra về hay không đây. Miposka anh ta đang muốn vòng sau. Invoker thì cũng đã về rồi. Còn lại những con bóng VL đang đứng đây farm thôi. Đánh rất cần đến từ cả hai bên. Không chạm mặt nhau luôn. Đây rồi. Sở mốc cho PL thì anh ta lộ mất rồi. Như vậy sẽ là chỉ là Invoker cùng cặp đôi support à. Nhưng đối phương đông người ở đây nhá. Ăn vào đây là sẽ là có đấu trường và giáo thôi. Invoska hết mana, không có finger nhưng Let's đang tiếp cận. Có chói của Jin để hỗ trợ. Và bây giờ thì sao? Có một stun nhưng mà không đủ đam và PL đã tới. PL đủ luôn này. Let's anh ta cố gắng TP nhưng không thành công. Ganh là tốt khi bên phía của team Empire họ di chuyển đông người hơn. Cũng như là cái việc Lion đã bị burn hết mana rồi nên anh ta không có nhiều tác dụng ở trong cái pha xử lý vừa rồi. PL bắt đầu là đi cùng đồng đội rồi. Không pha quá nhiều. Usa có Aegis đấy nhưng anh ta vẫn đang cầm cái Aegis này đi farm thôi. Fury, Yasha và đang hướng đến cho mình một cái chan game. Rất thốn đến từ Enchan, anh ta đang có cho mình một cái ăn hết phi xong chạy. Cứ hai lúc nào cũng có anh em ạ. Nó có đông lên rồi đấy, không đùa đâu, con Enchan này tí nữa là để nó phi là đâu đấy. Mắc 1-2 luôn em ạ. Enchan này cực thích à. Xa thốn luôn đấy anh ạ. Enchan mắc 1-2, không điểm ulti, không điểm nature ad thân thân nào cả. Bảy chín ở bên phía team Empire. Trận đấu này là một trận đấu mà Empire muốn kéo dài. Empire mới là những người muốn chơi về late game bởi vì late game thì con PL khỏe chơi được với cả Lag và team Spirit. Còn mid game thì team Spirit là những người mạnh hơn anh ạ. Mid game team Spirit khỏe, có Let's Strike, có Lion, Vanguard ở đây thì là đi thôi. Găm giáo ngược về để có thể dồn thêm đam vào và Vanguard sẽ bị khó để chết thôi. Được một sắp boss số 5 và tận dụng luôn để bút trụ không. Và cái con chim này nó chết là tương đối nhanh sống dậy. Chưa đến 30 giây rồi. Có lốc để lốc ngược lại lên mà. Ừ, chưa được. Ôi, Arrow đẹp rồi và cú găm giáo về. Tuy nó không trúng cây nhưng nó cũng đang rất đẹp. Nhưng lượng sát thương đối phương dồn vào kết thúc đi mạng của Let's Chuck rồi. Có cả PL ở đây và Collapse. Collapse thì là đi rồi anh em ạ. Cứu nhau và chết cả hai cô. Lion có mặt Usa cũng tới để lấy được lại mạng của Timbersaw. Thôi thì cũng đỡ phần nào. Chứ nếu không thì là mất trắng rồi.
hai đuổi một đi, gỡ lại một chút. Đến từ bên phía của team Spirit. Tôi chưa thấy cái con Let's Act này nó thể hiện được nhiều anh em ạ. Đủ đạc chưa có gì, BKB thì đang cần rồi, nhưng mà Network thì là khèo. Trận đấu sinh ra dành cho Let's Act, nhưng mà Let's Act phải thế nào cơ. Chính xác, hai team này em nghĩ là nếu mà anh em nào yên trí nhất chắc là over. Hai team đội đánh gọi là một bên thì chảy cố, bên thì siêu cẩn thận luôn đấy kìa. Và đến cái những cái trận đấu quyết định rồi, họ sẽ chơi cực kỳ bó cẩn. Team Empire họ muốn bảo vệ khu vực Outpost ở trên top, và bây giờ thì Collab di chuyển vào vẫn chỉ là mạng của Invoker. Được, mạng Invoker là cái mạng quan trọng đấy. Anh nghĩ là giết được Invoker thì cũng mở ra cái cơ hội để ăn cái trụ 2 trên top này. Mạng không có Invoker thì anh ta không sợ, bên phía của team Spirit không sợ bị lốc, bị burn mana. Và cái Living Armor này là không đủ với cả Let's Act đâu. Giết được Invoker, lấy luôn cái trụ 2 trên top. Tốt rồi. Nhưng mà ui, vừa mở Diabolic lên thì lại bị dính một cái Fortify, thế vẫn chưa ăn được. Vẫn đang rất khó chịu đến từ team Empire. Vẫn chưa ăn được. Petusara đang có vẻ hơi tự tin ở đây, và đó là một cú vô lệnh rất chủ động đến từ Mimoska. Thêm arrow được nhồi vào, không khó chịu overgrow, không ra nổi bất kỳ một skill nào. Bỏ mạng luôn đến từ Petusara. Di chuyển hơi tự tin, rõ ràng đối phương ăn vào mà. Anh ta nghĩ là mở cho mình Fortify là đối phương đã lùi về rồi, chứ không, team Spirit họ vẫn đứng lại. 5 người dồn, kín không cứu nổi. Vẫn đang là căng thẳng và cân thôi. Usa cũng có đồ anh em ạ. Phu đi xong kiếm, đang lên cho mình Blink. PL thì sắp sửa Banta rồi. Giờ thì PL ta đang hơi thọt farm so với cả Usa. Usa lên Fury tốc độ farm ổn hơn. Kéo lại được Network, 1k net chain bên phía team Spirit. Cân rồi. Toronto Tokyo thì sẽ hướng tới trong một cái BKB. Với việc có được cái lượng trụ nhiều hơn thì các thành viên bên phía của team Spirit họ đang có lợi thế hơn một chút về khoảng kiểm soát. Nhưng mà bên phía Empire họ sẽ giữ sống giữ chết cái khu vực Outpost trên top này để không chênh lệch với XP. Đây là một cái game đấu mà họ chủ động chơi về late game rồi. Nhìn ông Invoker kìa, tay tiền. Rất ít trận đấu em thấy Deathmatch hit lên cho một tay tiền. Thường anh ta đánh hổ báo đầu game, có mạng nhiều, không cần tay tiền. Bây giờ thì nó khác nha. Invoker bỏ mạng rồi, Yatoro vẫn đang cố gắng dí theo Petusara, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Và Yatoro lên bảng đếm số, anh ta chỉ đổi lại được mạng một Petusara thôi. Và Mira thì anh ta không xuống được rồi. Một cú lốc Sunshine thả vào đầu của nó là Smiling Knight double kill. Lấy lại rồi. PL tầm này đang khỏe rồi nha. Còn team Bersaw này nó cũng đang khiến cho các thành viên bên phía của team Silverdip mất rất nhiều thời gian. Đã có lui tút off 3 mạng, trong đó có cả mạng Usa vào đây thì lại tìm thấy cái lốc lên này thì là giết được luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà chậm. Ở nhà. Ở nhà. Không được đi đây. Ở thời nhà. Thời gian thế thì không được đi đây. Ở nhà. Không cho đi đây. Ở nhà thôi bạn à. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Lốc sơ tăn. Thằng mình còn trượt gì tí cái gì thì cũng không trách quá được anh em ạ, bởi vì trận đấu này căng mà. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà tâm lý như vậy thì là không được. Lốc lên sơ tăn cũng trượt thì chơi cái gì. Ok, nếu mà là không phải là trong một trận đấu đỉnh cao quan trọng như này thì thôi, nhưng mà đang trận căng như này nó là quyết định luôn đấy. Mà ông đấy xử quả đấy mà giết được thì là giàu luôn đấy. Anh nghĩ phải được tầm 6 lốp. Đó, Invoker mất kill streak rồi anh ạ. Em nghĩ là nhưng mà nó là solo kill phải 5 lốp. 5 lốp với cả phải một level. Solo kill nó khác. Mà thôi không sao. Bình tĩnh, quan trọng nhất là vẫn bình tĩnh để chơi tiếp, bởi vì mọi thứ nó vẫn còn nguyên mà.
không mất đi cái sự tâm lý đi, bỏ đi cái tâm lý, bình tĩnh chơi tiếp là ổn, giữ lại cho mình cái sự bình tĩnh là chơi được. Vòng 12-14 lớp Network thì nó vẫn đang rất ủng hộ cho các thành viên bên phía Team Spirit. Khi mà đầu game họ còn bị dẫn cơ, bây giờ thì đã cân bằng rồi. Empire thì có lẽ là đây là một lap đánh chậm anh em ạ, à, họ cứ từ từ thôi. Net game một PL khó chịu hơn so với cả USA. USA thì cứ bị PL đẩy bóng ra cuối, khó lắm. Độ khó chịu thì chắc chắn là Empire hơn, nhưng mà khả năng đẩy nhà cũng như là khả năng teamfight thì Team Spirit anh em ạ, Team Spirit có Led Shark, có Mass, có Lion. Cũng xa lên Fury cũng là một con hero combat gây sát thương diện rộng, rất là khó chịu. Lượng nam lớn, dồn nhanh. Ở trụ len top thì là thôi bỏ anh em ạ. Thường cũng sẽ ăn trụ 2 len top và chiếm lại outpost thôi. Lên hai round luôn à, không có kia đây ship mà lên hai round luôn anh em ạ. Tôi nghĩ là hơi chủ quan thì phải, mà Toronto anh ta khai trương cho mình cái BKB rồi. Ventusara thì có Lotus cũng yên tâm là lùa được đối phương về. Và với việc sở hữu mất cái BKB, và tôi nghĩ cái việc mà rỉa máu được cái trụ thì để làm gì đâu, khi đối phương là chin mà thì quay chin lại thì nó lại đầy mà. Ô nhưng mà nhìn thấy nhá, nhìn thấy cơ đang dí theo, phải được cái lốc lên không, đây rồi. À đâu, à đâu. Thôi Yaris, Yaris không ao đâu, bảo bạn sơ tan trước mình ao đâu sau, có ao đâu. Cho cây rồi. Cho văn kè rồi anh em ạ. Đôi mắt của tôi à, có lẽ là bây giờ khi mà có được một chút sức mạnh thì các thành viên Empire họ đang muốn contest cái con Rosa này. Còn Rosa không để cho Rosa ăn nữa. À đâu đấy là xác. Bởi vì sao? Bởi vì thường con Evoker nó chạy nhanh như thế thì phải có gì setup trước mới Adol đúng không? Tự nhiên Adol Vuver làm gì đâu. Bảo là con gì đi chậm chậm đi thì còn dễ ra đâu. Đây là một con Evoker nó đang trong tương trạng thái tàng hình. Vẫn căng đôi, chưa có gì. Tuy là bên phía của team Spirit họ xử lý hơi lỗi một vài cái pha setup thôi, nhưng mà chưa sao cả. Vẫn đang cần lắm. USA tầm này thì cũng đang phải là BKB rồi chứ. Đang lên rồi anh em ạ. Sau 3 món đồ Uri song kiếm thì đang lên, Blink thì đang lên BKB rồi. Toronto, Tokyo thì BKB lại lốc. Và đây là Siva, trên người còn cái Kaya nữa. Mask Blink BKB. Về phía của team Empire thì PL lên áo ta đinh co, ok. Invoker thì không lên cho mình một cái hệ xanh, trận này không có setup, không có voi viểng gì để setup cả, có chin thì cũng tạm. Đối phương thì nhiều BKB, nhiều lốc, nên là giải cho chin rất là dễ, nên không đủ để setup một cái Catalyst thì thôi. Anh ta sẽ hướng đến thẳng cho mình cái Savage luôn. Em nghĩ là cái overgrow của con chin protector ấy cũng có thể gọi là có thể setup cho Cataclysm, nhưng mà chắc lại không ăn thua em ạ. Không tin bạn. Bên kia toàn BKB gậy lốc. Xong rồi USA thì là còn cả Andrei nữa thì nó phá cái overgrow dễ mà. Trận này với một con USA đang có cho mình random down. Cái bóng này nó lan khó nhỉ, khó chịu lắm anh em ạ. Cái bóng của con PL có chat nó nảy khó chịu thật. Lion chẳng làm gì mất nửa cái máu, không thò đầu ra đấy, nảy được mấy mục tiêu đấy. Vẫn đẩy bóng lên để có thể check.
liên tục đẩy bóng lên check hàng. Đấy rồi, tìm thấy Yatoro. Yatoro bóng rất nhanh như đây, và score không chế lại. Này muốn cho chung cú lốc mà BKB cái lồng này chung 4 người và thôi xong. Còn 4 người đứng trong lồng, các thành viên của Team Spirit họ tràn tới. Petusa đã bỏ mạng lại rồi. Đó là 3 người đã đếm số. Ở đây thì PL vẫn đang trang để có thể chơi. Thôi sẵn, vâng, thôi. Anh ta bị lộ một cái bức nha. Bàn lần này là chuẩn xác và chết luôn đến từ anh chàng Smiling Knight. Tiếp theo sẽ là Invoker, nhưng đó là cái giáo trượt rồi. Một pha bở combat mẫu mực đến từ Colab. Invoker vẫn có thể lùi về, nhưng Roshan về và Roshan đến từ bên phía của Team Spirit thôi. Tự nhiên lại tràn lên và bật BKB lồng đẹp quá nhở. Mỗi Invoker là sủi được em bạn bởi vì có BKB để lùi ra. Mấy ông còn lại thì kẹt hết ở trong đấy. Hai đều. Anh ơi, một củ này anh em mình không mút được. Không anh ơi, bạn ấy chênh nhau thôi mà. Ừ, anh không đọc à? Đâu chênh nhau là gì? Thắng tổng là được, thắng tổng là được. À, thắng tổng là được. Bình tĩnh đi, trận này đã thua đâu, 8k. PL đánh với lết mà vẫn nép được. Tao tì còn 3 chưa ăn này. Thế là 7k luôn. Còn 7k. Còn 7k. Bây giờ mà vớ vẩn có thêm 10 cái bao tì nữa ở đây thì là gỡ hết đấy. 3 cái thôi. 10 cái thì là gỡ luôn. 10 cái là 900 tiền một người. 5 người thì là 5k. Bình thường. Thế là ngon rồi. Uầy. Các quả aura của mình nặng thế nhở, hôm nay thì 5 game over à, game nào cũng dã man như này đấy. Vậy thế. Sợ thật luôn. Hôm nay được nghỉ 2 hôm, mai phải sờ chim Atomic bù. Chơi đến chết cũng được. Đâu để em thống kê. Này chưa làm xong nhiệm vụ. Trận 1 46 phút. Trận 2 52 phút. Trận 3 54 phút. Chúng ta cùng chờ trận 4 để xem bao nhiêu phút thì phải chờ Flicker nhỉ? Flicker thì chưa. Đã có đâu. Có đồ dùng tier 3 đây anh em ạ. Đồ tier 3 thì không có gì hấp dẫn mấy. Để mà phải để ý. Bên này mang đi Sword. Bên này thì có một cái Titan Sliver thôi. Chờ đồ dùng tier 4 đi. 16, 14 PL, con PL đánh lead game được anh em ạ. Không vấn đề gì. Còn PL lết game vẫn làm được, nhưng mà thực sự là các thành viên bên phía Team Spirit họ đang nhịp nhàng hơn. Trận đấu này thì em thấy Empire đang là những người bị động ấy, kiểu họ đang đánh kiểu chờ đợi vào một cái sai lầm nào đấy của Team Spirit, xong sau đấy có cơ hội để có thể gọi chiến thắng Team Fight. Chứ còn cái lượng đạp đẩy nhà của họ thì không ăn thua, họ đang đợi con PL cực khỏe. Phải chờ PL cực khỏe thôi. Lê Rách bắt đầu ổn rồi anh em ạ. Đầu game thọt nhưng bây giờ anh ta đã leo lại cho mình lên top 3 Network. Siva có, BKB có, từng này đồ là đủ để có thể clear đi bóng của PL rồi. Chính là chơi một con Uxa thì em thích một con BB. Uxa mà bị BB dùng slow khó chịu lắm, còn bây giờ thì thôi sao. Petusada ơi, dính arrow, Uxa sẽ tát chết Petusada đây hay không đây. Cố gắng để có thể dồn vào Petusada, anh ta cũng sủi về thành công rồi. Thoát. Bắn phát một pha trong găng tức luôn đấy. 7k net change. Con Usa nó đang gánh kèo anh em ạ. Con Usa đang đánh rất gánh kèo trong game đấu này. Farm nhanh, có mạng. Vẫn đang là 8k tiền. Là bên phía của Team Spirit đang có lợi thế đến từ những món đồ của Roshan. Tokyo tràn vào rồi. Ui, má ơi, sơ tắt 2, arrow trúng luôn. Đó sẽ là bạn dành cho các thành viên đội viên Team Spirit thôi. Petusada một lần nữa anh ta đu về được anh em ạ, nhờ cái lốc của Invoker. Một cái lốc của Deathmatch Skin rất chuẩn chỉ. Collab ở đây thì đã thôi. Vâng, cái Lutup đã phản lại sơ tắt dính cả Lion rồi. Nhưng mà không được vào đây thì Collab ơi, bật BKB. Anh ta bị trói lại đến từ Overgrow. Nhưng mà đang clear đi đặt bóng của PL để giúp cho Collab có thể lùi về rồi. Team Fortress vẫn đang tràn lên. Usa hết mana. Và con Usa này nó phải bật BKB. Anh ta còn chi. Nhưng mà chưa muốn cắn cái chi này. Đang là thế muốn lùi về bên phía Team Spirit. Và Empire thì không dám tràn lên. Chấp nhận là để cho đối phương lùi về rồi. Cũng đã burn đi được những cái BKB rồi. 7 giây đến từ Mars. Usa thì còn 8 giây. Let's track 7 giây. Đỡ dần.
14-17 đã thành viên Empire trận đấu này. Sở hữu một con Invoker nhưng cái đội hình của họ căn bản là hai con support không cho phép họ di chuyển đi roam gank quá mạnh. Còn chỉ Protector thì thiên về phòng thủ hơn anh em ạ. Tận cổ phòng thủ thôi. Invoker một mình anh ta thì không đủ đam để solo kill đối phương, khó. Cần phải có thêm support di chuyển đi roam gank cùng. Nhưng mà trận này thì Enchant cũng đang farm nhiều. Hay là họ muốn chơi với thế trận mid game nên là tất cả mọi người đều đang đi farm. Enchant farm, VL farm, Timbersaw farm. Đúng là nếu mà đánh thêm khoảng 15 phút nữa, khoảng tầm 50 phút, hai bên full đồ, nghĩ là VL khó chịu hơn. Nhưng mà câu chuyện ở đây là gì? Cũng xa cũng đau rồi. Mà có một cái item tôi biết được đâu. Cơ bản là có con Ledrack, có cũng là nó cũng là counter PL tí counter rồi. Ừ, đúng rồi. Nó là khắc tinh rồi nên PL thì cũng sức mạnh cũng sẽ bị giảm đi phần nào. Đây rồi, Octarin Core đã có trên người. Nhưng mà em nhớ là có cái bài này. Những người chơi PL lên Octarin Core thì em chưa thấy ai thắng anh ạ. Chưa thấy ai thắng. Ame bây giờ vừa rồi lên suốt mà. Ame thì khỏe quá. Còn lại là Ame còn lại thì còn lại chưa thấy ai thắng anh ạ. Còn lại chưa thấy ai thắng thật. Ame thì khỏe à? Ame thì khỏe quá. Được mà. Còn lại thì chưa thấy ai thắng. Liên tục tạo bóng thôi. 3 giây em ạ. Cái chiêu quy còn 3 giây thôi. Nó là tạo bóng liên tục. Bây giờ thay vì là những con bóng chất lượng hất hiểng nhiều máu thì bây giờ lấy số lượng thôi. Đánh cả lo Bat Rider hoặc là lo PL mới khỏe được. Lo PL ấy bạn, lo Bat Rider thì có gì, lo PL. Chờ đợi xem đồ tiêu 4 thì có Flicker vào. Tôi nghĩ là Illusion Cape cũng không tệ. Lên rắc cáo hồi cực mạnh rồi, top 2 network rồi. Hôm nay cơ bản farm đồ cũng nhanh. Cứ khò thôi anh, cứ khò thôi. Trong quay đi chỉ quay lại là hết quay clip rồi. Bây giờ không đủ đam để giết con Usa. Ông có hack, có hack, có hack. Có hack. Không được anh em ạ. Trong cái turn hack không có cái gì dồn chết được cái con Usa này. Quá trâu. Burn hết mana rồi. Càng quá nhở. Một ngày làm việc hiệu quả à. 5 game xong rồi lại đến gọi là sáng luôn. 5 game over mà anh. Đợt trước thì em cắt bó 3 game over. Độ này gọi là được thăng quân hàm tí. Cả anh ấy về quê được cắt bó 5 thì 5 game over. Ồ, over quá mình blink luôn này. Cái này khó chịu nha, cái này slow con PL. PL thì thường không bao giờ lên BKB anh em ạ. Cái overwhelming blink này nó slow con PL rất thốn. Hello. Ờ anh ối này. Anh em cần hỗ trợ không nhỉ? Bình thường anh ạ. Anh vẫn đang ổn. Đang căng thẳng ở đây. Đang hay đúng không? Mai. Đúng vậy. Xem hay quá anh ạ. Má. Thôi anh đi. Xem á, thôi im đi. Là chơi Atomic War rank sắt cũng bị ối bắt rồi này. Lại bảo xem hay. Xem hay quá. Em vừa quá. Được ông rank sắt mà. Thôi. Không, em vừa xem em vừa chơi. Anh đừng có điêu, anh đừng có mồm điêu đi. Ô, game 5 anh em mình triple cast nhỉ? Cũng được giống anh, là game 5 chiếm xăng nữa game 5. Em bảo là giống đây. Là game 5 thì triple cast. À, tưởng anh bảo game 5, tuy em thích. Ờ, vừa qua mình bật linh, BKB hack lại này. Burn mana. Chưa chết được, sẽ là burn được cái BKB thôi. BKB anh ạ. Vẫn căng anh em ạ, 14k net change nhưng bây giờ là 38 phút rồi. Cái khoảng cách đấy nó không làm cho các thành viên Team Spirit cảm thấy đủ an toàn để có thể solo. Và Team Empire thì cũng cảm thấy không đủ an toàn để lao vào đánh nhau. Họ cứ từ từ thôi. Không dám đánh nhau tầm này đâu anh em ạ. Đánh nhau tầm này đội bạn cũng khỏe. Đam của Empire thì tôi dừng ra nào. Mắc ra được đây rồi, Illusion Cape cũng được anh em ạ. Cái này ok. Không tệ đâu, dành cho con PL là
nó lại là đồ cuối rồi đấy. Mới tội đối phương có một con Larac rồi. Minapihon. Mỗi tội là có con Larac 22k tiền. Thật. Ôi, ếch được con Melo thật. Và Usa lao vào rồi đam một tên. Melo đi luôn. Oh my god. Melo chết không kịp dậy anh em ạ. Và bây giờ ông một round được mở ra. Họ đang muốn trả thù vì Melo đã bay bắt rồi. Nhưng có trả thù hay không? Bên Usa đã bị cắp giáo lại. Và trên này thì Toronto Tokyo anh ta đang tràn vào trong. Có cho mình đó là BKB để có thể xê sủi ra ngoài. Và bay bắt rất vội vàng đến từ PL. Bị phí rồi. Lion tìm thấy con thật. Mà biến thành con gà thì chắc chắn là con thật rồi. Nhồi thêm một cái stun finger và lượng đam đến từ Usala đủ. Đang tràn lên. Muốn đòi lại một cái gì đấy thì tôi đã phải bài bách. Có bắt được Mira. Thôi thì ăn đủ phần nào. Bài bách luôn. Là bài bách luôn. À, tham minh Rosan anh ạ, tham minh Rosan. Khoảng tham minh con Rosan. Tham minh Rosan rồi. Nhưng mà nếu mà để lết thẳng 50 phút này các em ạ, thì cái con Lion này có hack AOE nhá, con PL chết đấy. Làm vào check Đông San, PL cũng mới ăn. Đâu đó được gọi là 1 phần 5 cây máu của Đông San. PL không phải là con hero ăn Đông San nhanh. Nên là có lẽ là con Đông San này tiếp tục là trong tay Spirit rồi. Bởi vì con Usa thì lại là con Andosan nhanh nên bên phía của team Empire phải canh. Nhưng mà team Spirit chủ động rồi, họ sẽ giết trước ăn sau. Enchant. Ui, Sayun bị tìm thấy và một tên dồn đam Sayun, anh ta đang trụ được. Không, không trụ được nữa rồi anh em ạ, cũng không có BKB và dồn vào rất đau. Dưới này lại lồng 3 người. Mà chắc chắn là MVP trong game đấu này và Smiling này anh ta đang kẹt lại ở trong lồng. Không hề có BKB và vẫn đang bị dồn sát thương và bị lầm chậm. Đập chết xong ai lên đài. Game đã ở đài bách xong rồi. Như tôi đã nói thì đây là trận đấu sinh ra dành cho Larac. Mà Larac không thắng được trận này thì là không thắng được trận nào cả. Vẫn lùi về an toàn để Andosan. Bởi vì Usa Andosan rất nhanh, không mất là bao nhiêu thời gian cả. Ăn xong Andosan và di chuyển lên để lấy cho mình Larac thôi. Càng kìa. Mà trận chung kết Andosan anh em ạ. Sao đã ngon lành làm được con Usa khiến Aegis còn để cho người khác cầm luôn. Usa bây giờ tự tin rồi. Em nghĩ là không có đam, không có đam để dồn chết Usa trong một turn. Nhưng mà em nghĩ là pha đấy PL buyback hơi sai nhở? PL vội mà, PL vội quá. Pha đấy buyback hơi sai, đó là không nên buyback, đi về là ok. Usa ra, vâng sát thương phép rất nhiều anh em ạ, cố gắng để di chuyển về nhưng không thành công rồi. Gậy đẩy gậy điểm ra để cover nhưng mà bây giờ thì rơi cả gem. Cả cái con Larac rồi. Đã là 25, bây giờ đi Abolic Edict thì là thôi. Một tên là đi luôn cái trụ chứ còn gì nữa. Bắt được ai đây? Không, chỉ là clear clip đến từ Collab thôi. Bút luôn hai lane. Top thì là Usa và Mas. Ở mid thì là Larac và cặp đôi support. Hơi đứng hình nhỉ. Đang lấy cho mình cái rack rồi. PL 15 giây nữa. Không kịp, ít nhất phải là 2 rách ở đây anh em ạ. Dưới bot thì còn trụ 2 nên chưa thể là mega. Nhưng mà câu chuyện thì nó đang là quá khó rồi. Chắc nhiều tiền quá, 32k tiền thì PL không đỡ được. PL 19k đấy kia thì làm sao mà ăn được anh em. Trận này anh Hiếu nghĩ nếu mà có game 5 thì ai thắng? Empire. Xe ban bích mát á. Xe ban bích á. Trận này thì có lẽ trận này thì em thấy là ban bích của em bên Spirit nhỉnh hơn. Có lên sắc quản PL, có mát. Ổn mà. Xe ban bích ai anh em ạ? Tô ta thì cứ ban bích cho chắc. Phản mù tối đen lắm, tôi phản mù toàn sai thôi. Tôi thì thích underdog không ạ? Tôi sẽ được chọn Empire mình nào. Anh ơi, đừng cứu hộ em ai mà đây dí vào nào. Usa đang rất khỏe rồi. Có BKB. Mà Petusara anh ta bị cô lập lại ở bên ngoài. Ôi xong rồi. Còn Usa đấm thì cái gì cũng chết thôi. Đang sử dụng cho mình đó là cái Blink Sir Champ ạ. Một finger đen. Và Toronto anh là dí vào kèo. Wicked Sick rồi. Nhà Toro bây giờ quá mạnh. Không có đam để kết liễu con Usa này. 3.500 máu. Và bên phía của Empire họ chỉ có chịu thôi.
mà khó mấy thì cũng chịu được rồi. Trên người 26 level, đã 3.500 máu, hơi khó thì cũng chịu được. PL lao vào đấm không sao. Trở liền luôn con bóng của bạn, cố nhổ Spirit Land vào. Và bây giờ thì gặp giáo lại được Invoker ở trong và sẽ là ra đi rồi. Invoker trận này đã không được đánh theo bản năng sát thủ rồi nhá. Này đánh theo bản năng không vay được nhiều. Lại là Invoker Foster Tap hỗ trợ. Bật được BKB. Hack được Usa như đang có Andrei mà. Thời gian hack là không đáng kể. Và Usa anh ta lại lùi về luôn. Về trong này thì thêm một cái chút nữa. Đóng trước 3 người ở trong. Vâng, một trận chung kết nó căng thật. Từ bo 5 thành bo 3 và từ bo 3 lại thành bo 1.